Đây là hai boss bi thương nhất trong Hắc Thần Thoại, Hổ Tiên Phong bên hồ máu và con hổ điên trốn dưới giếng vốn dĩ là một cặp huynh đệ. Cha của họ, Hổ Tiên Phong đời đầu, đã mất mạng oan uổng khi bị quái vật Hoàng Phong phái đi bắt Đường Tăng. Sau cái chết của cha, hai anh em quyết tâm hướng thiện, trở thành yêu vương cai quản bầy yêu ô Hoàng Phong Lĩnh. Anh trai Hổ căm ghét kẻ ác, trừ gian diệt bạo, được dân chúng gọi là Hổ Thần. Em trai Hổ có lòng từ bi, sẵn sàng hy sinh cả pháp bảo của mình để cứu những đứa trẻ mắc bệnh trong làng. Tuy nhiên, sau khi đại thánh ngã xuống, Hoàng Phong đại thánh lại tái xuất và dẫn theo đám yêu quái chuột tái khởi sự. Em trai Hổ vì muốn trả thù cho cha mà mạo hiểm thách đấu với Hoàng Phong đại thánh có pháp lực cao cường, nhưng đã bị đánh trọng thương ngay tại chỗ. Anh trai Hổ để bảo toàn tính mạng của em trai, buộc phải quy phục dưới trướng của Hoàng Phong quái, kế nghiệp cha trở thành Hổ Tiên Phong đời thứ hai. Em trai Hổ không hiểu lý do tại sao anh trai lại quy phục kẻ thù, nên sinh lòng oán hận và ẩn mình dưới giếng dưỡng thương, từ đó không còn gặp anh nữa. Trải qua trăm năm, anh trai Hổ dần dần đánh mất bản tính lương thiện trong những trận giết chóc, trở thành một con hổ ác tàn bạo. Trong khi đó, em trai Hổ bị sự hận thù nuốt chửng tâm trí, biến thành một con hổ điên đầy oán hận. Cuối cùng, hai anh em từng thân thiết như tay chân đều trở thành linh hồn dưới gậy trời định mệnh, nhưng đến chết cũng không gặp lại nhau.